Hello, xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Cường Lát Auto. Thì hôm nay Cường đã mang đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ, động cơ 1.5 và đặc biệt mức tài chính chỉ dưới 500 củ khoai thôi. Ertiga đời 2020 nha quý vị. Xe này vẫn thể hỗ trợ vay ngân hàng. Cụm đèn pha nhìn sơ bộ chúng ta thấy khá là nhiều công nghệ rồi. Có đèn bi projector này. Phía dưới có đèn sương mù luôn. Đó, mặt ca lăng thì rất là nhiều chrome sáng bóng. Cực kỳ ngon lành. Ngang qua bên hông là chúng ta sẽ thấy cái động cơ sử dụng là động cơ VVTEC. Rồi. Mâm xe này, mâm xe là một cái mâm xe 7 chấu, hình ngôi sao 7 chấu ha. Mâm này 15 inch và gai vỏ rất là dày, xe này di chuyển đúng chuẩn 33.000 km nha. Màu trắng rất là đồng đều từ trước ra sau này. Đó là đuôi xe. Ertiga đầy đủ hai cảm biến sau. Xe này mang biển số tỉnh nha. Cụm đèn hậu thiết kế rất là lớn, nhìn cũng rất là tinh tế, sắc sảo. Rồi. Rồi cơ mời quý bạn xem về phần nội thất đi. Một mẫu xe 7 chỗ và đã được lên ghế da. Vô lăng thiết kế cũng khá là thể thao. Đây sẽ đổ máy và quay audio cho quý vị coi ha. 33.407 km, động cơ 1.5. Vô lăng là 3 chấu này, ốp gỗ lại bọc da này. Mạ bạc. Đó, màn hình DVD rất là lớn. Điều hòa tự động hẳn hoi nha, hộp số tự động 4 cấp này. Đó, một cái mẫu xe tài chính dưới 500 chai mà 7 chỗ. À, xe đã lên trần 5D luôn cho quý vị rồi này. Đó. VSC, TRC cân bằng điện tử đầy đủ. Đó là option rất là nhiều cho một cái mẫu xe với tầm tài chính chỉ bằng con Vios. Đó. Thì thực sự quý vị đang cần một cái mẫu xe 7 chỗ gia đình thì đây là một sự lựa chọn quá tuyệt vời luôn. Đó, tầm tài chính chính xác ở đây hiện tại là bên em đang rao với chỉ loanh quanh là 480 củ khoai thôi. Vẫn còn thương lượng xem xe nha. Nó ghế da này rất là rộng rãi. Hàng ghế thứ ba. À đây em sẽ quay hàng ghế thứ ba cho quý vị. Thoải mái rộng rãi luôn ha. Gia đình 7 người thì lên xe này đi chạy vi vu luôn. Đây về mức tiêu hao nhiên liệu thưa quý vị. Nếu mà chạy ngoài đô thị chỉ có 8 lít 5 thôi. Trong đô thị 8 lít 5, ngoài đô thị là chỉ 4 lít 7 và kết hợp là chỉ có 5 lít 9, cực kỳ tiết kiệm nha. Đó rồi, em sẽ mở cái phần cốp sau cho quý vị coi này. Đó, có thể để hai cái vali ở đây thoải mái luôn. Khoang hành lý phía dưới này. Sẽ mở rộng khoang hành lý luôn. Đó. Bánh sơ cua chưa rớt đất này. Quá ngon lành. Rồi bây giờ là em Cường sẽ mở cái khoang động cơ để quý vị các bạn có thể là theo dõi một cách trực quan nhất nha. Khối động cơ 1.5 rất là êm ái. Xe này bên em cam kết là keo chỉ zin và không đâm đụng, không ngập nước nha quý vị. Đây, động cơ này đang hoạt động rất là êm, cực kỳ êm luôn. Phải nói là máy Suzuki cực kỳ êm. Đó, keo chỉ ốc biết là còn nguyên zin này. Dạ rồi, thì ok, em xin nhắc lại đây là mẫu xe Ertiga đời 2020 và xe mới di chuyển được 33.000 km. Và bên em đang chào bán với giá là 480 củ khoai nha. Nếu mà quan tâm mẫu xe này hãy liên hệ ngay cho em Cường. Thì em Cường đang có nhu cầu cần mua thêm nhiều xe cũ nha. Hoặc là quý vị các bạn đang có nhu cầu đổi xe từ mẫu xe mình đang sử dụng lên các dòng xe lướt, xe cao cấp bên em, thì hãy liên hệ ngay cho em Cường nhé. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.